Răng sứ veneer khi nằm trên miệng á, thì nó giống như răng thật, cho nên là mình có thể sử dụng giống như là răng thật tự nhiên của mình, có thể ăn gần như là hầu hết những cái loại thức ăn mềm cứng như là thịt cá hay là rau củ. Tuy nhiên là các bác sĩ đều khuyên là răng thật của mình thì không nên ăn xương, ăn nước đá, những cái đồ quá cứng. Thì veneer sứ cũng vậy, mình không nên nhai những cái đồ cứng như là xương, nước đá, sụn này nọ để mà giúp cho cái răng sứ của mình nó được bền chắc hơn. Ngoài ra là trong những cái tuần đầu tiên sau khi mà thực hiện veneer sứ á, thì có thể là tùy cơ địa mình sẽ có cảm giác hơi nhạy cảm, ê buốt, cho nên là nên hạn chế những cái thức ăn kích thích như là đồ ăn quá nóng, quá lạnh.